What's up? Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bé Animachan. Và lại là mình, Ngẩn Nắp đây. Ôi giời ơi, nháy mắt cái đã đến tháng 7 rồi. Tức là một mùa hè nữa lại đến. Với tâm thế đấy, còn gì thích hợp hơn ngoài việc vứt hết đống sách vở và chuẩn bị ngồi xuống xem mùa anime này chúng ta sẽ đón nhận những tác phẩm gì thú vị các bạn nhở. Nóng hôi hổi với hàng loạt mùa 2, mùa 3, mùa 4 của các anime nổi tiếng này. Lại chuyện gì nữa đây? Con gái của mẹ kế là bạn gái cũ của bạn á? Thật là kỳ cục hết sức. Nhá hàng chừng đấy thôi, giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với top anime đáng mong đợi của mùa hè 2022 để xem một mùa tràn ngập bon tấn sẽ thế nào nhá. Let's go. Để khởi động cho danh sách nóng bỏng tay này thì chúng ta hãy đến Loser King của mọi bộ romcom, Kazuya nhé. Bạn gái thuê có nội dung vô cùng đơn giản, đó là xoay quanh một thanh niên tên Kazuya, thất bại trong tình yêu, phải làm bạn với đống giấy ăn chất cao như núi ở trong nhà. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi dòng đời đưa anh chàng đến với ứng dụng hút máu kinh khủng còn hơn mấy cái game gacha tên là thuê bạn gái. Với bản năng của một con chiến sắp nghiện, Kazuya quyết định lựa em hoa khôi của app Chizuru. Sau đó thì bạn đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Ừ thì đúng rồi đấy, mọi tình tiết tưởng như vô lý nhưng hóa ra lại bất hợp lý liền xuất hiện. Nào thì đôi trẻ là hàng xóm này, hay là hai người tình cờ như nào đấy lại cùng học chung trường đại học này, hoặc là bà của cặp này thực chất là bạn cùng bệnh viện này, vân vân và mây mây. Với trình độ yếu tố thì cả hai bắt đầu bước vào một mối quan hệ đầy phức tạp, kéo dài hơn 200 chap truyện. Đấy, thì cơ bản là nội dung của bạn gái thuê chỉ đơn giản như vậy thôi, thế nhưng ẩn chứa bên trong là muôn vàn điều đặc sắc. Này, sao kịch bản ở đây lại ghi là ông tự nghĩ đi ấy? Thì tôi không có biết nó đặc sắc hơn chỗ nào đâu. Thế sao bảo nó đặc biệt? Sếp bảo viết thế biết sao được. Thôi thì nó đặc sắc bởi giới thiệu một ứng dụng thú vị dành riêng cho hội FA đắc đạo. Ở đó thì bạn có thể tự do lựa chọn một waifu mạnh mẽ như là Chizuru, một cô bé cấp 3 dễ thương và đầy chủ động như Ruka, hay là đơn giản bạn có thể book một cái thùng rác hoặc một diễn viên Hollywood gì đấy cũng được. Quá nhiều tiện ích trong một bộ anime. Còn chần chờ gì nữa mà không mau thưởng thức siêu bom tấn phim Ấn Độ giải tập gắn mác Nhật Bản đội lốt romcom mang tên Bạn Gái Thuê 2 nhỉ? Và nếu như mà tất cả những điều mà bạn gái thuê mang lại đã làm bạn cảm thấy phỏng tay rồi thì ngay đây mình sẽ mang đến cho các bạn một con hàng siêu phẩm còn nóng hôi hổi hơn mang tên Overlord 4. Uầy, trông thế thôi mà cũng lết xác đến phần 4 rồi cơ. Mình cứ tưởng nó sẽ nằm phủi bụi cùng với No Game No Life á. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Câu chuyện của Overlord bắt đầu trong những giây phút cuối tại từ này đọc như nào nhỉ? Yggdrasil. Tên gì mà khó đọc. Thôi kệ đi. Một game online đình đám sắp phải đóng cửa. Nhân vật chính Momonga của chúng ta quyết định ở lại đến tận những phút cuối cùng với trò chơi yêu thích của mình và chờ server down. Và bất ngờ chưa? Server thì chưa thấy sắp down đâu, nhưng mà bao người chơi thì đã bị sắp die đều này. Một thế lực thần bí khiến Momonga mắc kẹt trong nhân vật của chính mình trong game. Quá là tuyệt. Vẽ kiếm trực tuyến à? Nhưng mà không, thay vì trở thành một anh thanh niên tóc đen gào thét với hai cái phóng lợn sau lưng thì Momonga lại nhập vai một khúc xương trắng. Chán đời thế cơ chứ. Đã không gia đình, không bạn bè, không địa vị xã hội, người đàn ông bình thường nhưng không còn là đàn ông này sẽ cố gắng hết sức để thống trị thế giới mới. Overlord hùng mạnh, giờ đây lại tiếp tục đi khám phá New World và đối đầu với muôn vàn thử thách. Và đó là tóm tắt nội dung của Overlord. Nói qua thì cũng phải nói lại, nếu bạn thuộc nhóm fan của Isekai nói riêng và Dark Fantasy cũng nói riêng luôn thì bộ anime này chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn đấy. Chưa xem thì nói thẳng là chưa xem đi, còn bài đặt là tuyệt vời về đấy mà khuyên này khuyên nọ. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Thì lại một bộ anime nữa từ cái thời Napoleon còn cởi chuồng tắm sông trở lại. Đó không khác gì ngoài liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh của mình trong dungeon không? Cái tên giải kinh khủng. Chưa biết thấy cục thế nào nhưng mà mình là mình thấy nó lại sai lầm vờ lời đấy. Đọc muốn đứt cả hơi ra. Thôi, từ bây giờ mình gọi nó là Danmachi nhá. Đáng lẽ thì cái tiêu đề đã nói hết nội dung rồi nhưng mà theo thủ tục thì mình vẫn phải nêu ra vậy. Câu chuyện của Danmachi kể về một thế giới nơi con người và các vị thần chung sống với nhau. Những mạo hiểm giả nhận được phúc lành của thần ban cho để họ có sức chiến đấu với các quái vật trong dungeon. Bell, thành viên của Hestia Familia, gia đình của một nữ thần mang dáng vẻ loli nhưng lại có vòng một hơi quá khổ một tí. Thì chính là người đi đầu xu hướng dùng dây cao su nâng ngực ấy. Mang tiếng một thánh nhân quyền năng nhưng mà nhà Hestia hơi đụt bởi gia đình cô có mỗi Bell mà thôi.
U cậu thì lại phải vá liên tục cái ví bị mắc chứng viêm màng tứ cấp tính bằng cách chui vào dungeon, farm quái kiếm thêm thu nhập. Một ngày nọ thì Bell đen đủi như nào lại bất ngờ bị rượt bởi một con Minotaur lạc bầy. May mắn thay thì cậu được IG đúng không? Một cô gái thuộc Loki Familia cứu. Phân cảnh anh hùng cứu Mỹ Nam đã khiến Sota tóc bạch kim đổ gơn hiệp sĩ luôn từ đó. Nội dung nghe qua với nhiều bạn thì có vẻ như là nó khá đơn giản nhỉ. Tuy nhiên thì vào cái thời bộ anime này bắt đầu xuất hiện thì nó chính là bom tấn đấy. Thế giới fantasy diệu kỳ, các thế lực liên tục có những âm mưu nối tiếp âm mưu để đe dọa đến sự bình yên của loài người. Theo dõi đàn ma chi đủ lâu, chắc chắn bạn sẽ bị hớp hồn bởi muôn vàn điều bí ẩn trong nó đấy. Ngoài ra, khi nhìn thấy một main yếu đuối, leo rank cực khổ cũng thú vị hơn là nhìn đứa hack game ngay level 1 đúng không nhỉ? Mặc dù sau này thì ai cũng biết là Bell thực chất cũng là dân hack game mà thôi. Ơ mà chết, lại spoil rồi. Thôi, tạm gác lại mấy bộ cũ cũ nhá, thế là đủ rồi. Giờ chúng ta hãy đến với thứ gì đó mới lạ một chút đi. Bạn đã bao giờ tự hỏi, sẽ ra sao nếu người yêu cũ của bạn bỗng chốc trở thành em gái của bạn chưa? Mày điên à, chỉ có phim Nhật hai diễn viên chứ idol nó lại có cái trùng hợp kỳ cục đấy. Thế mà nó có đấy anh bạn à. Ở đâu? Đây này, đứa con mà mẹ kế dẫn về từng là bạn gái cũ. Cái tên nó nói lên tất cả, tuy nhiên vẫn phải theo đúng thủ tục thôi. Câu chuyện của Tetsure Kano xoay quanh Irido Mizuto và Aya Izume, bộ đôi từng hẹn hò trong thời sơ chung. Tuy nhiên thì vì bất đồng trong những chuyện nhỏ nhặt mà hai người đã quyết định chia tay nhau vào ngày tốt nghiệp. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì ngay sau đó Mizuto lại biết được người mẹ kế mà bố cậu sắp tái hôn lại chính là mama của Yume. Cái chuyện quái quỷ gì này? Cũng vì tình huống chéo ngoe đó mà đôi bạn trẻ của ta bỗng chốc trở thành chị em một nhà trên danh nghĩa. Và để giữ bí mật quan hệ tình cảm trước kia với bố mẹ, hai người đã đặt ra luật lệ anh chị em rằng ai tỏ tình trước sẽ là người thua cuộc. Mày như độ này rom-com bình thường nó đã tiến hóa lên một tầm cao mới rồi hay sao ấy? Hay là mình nghĩ đổi tên thể loại này thành khoa học viễn tưởng chứ? Ngoài đời là méo gì có chuyện kỳ cục như thế nhỉ? Thôi đi chú em ơi, anh biết chú em muốn có em gái nuôi phết đấy nhưng chẳng qua là không có điều kiện thôi đúng không? Nó say! Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tiếp tục với một bộ anime mới lạ nhá. Tuy nhiên thì lần này không còn câu chuyện tình yêu viễn tưởng đâu, mà nó sẽ rất là gần gũi đấy. Bạn có thích nhất quỷ nhì ma thứ 3 Takagi không? Bạn có thích em gái tôi là Cương Thi không? Thế thì nhất định không được bỏ qua Sore Demo Sore Demo Ajumu wa Josete Kuru. Tôi ghét tên tiếng Nhật. Như mô típ mọi tác phẩm của Yamamoto Soichiro, Sore Yumu xoay quanh một cặp đôi, tình trong như đá mặt ngoài con e. Ajumu yêu senpai Yaotome của mình, nhưng cô đã thề sẽ không thổ lộ tình cảm cho đến khi anh ấy có thể đánh bại mình trong board game Shoji. Giấy sao mà gói được lửa, mặc dù mạnh trên bàn cờ đấy nhưng mà trong trò chơi tình yêu thì cu cậu kia lại tuyên bố Ajumu là tổ con ngăn con. Và đó là lúc những tình huống dở khóc dở cười xuất hiện để thỏa mãn mọi tâm hồn yêu thích ăn cổ lương thay cơm nhà. Em à này, hơi như đứa con trung thành của romcom, hãy cầm bát cơm của mình lên và bắt đầu Itadakimasu thôi nào. Quay trở lại với một bộ anime mà nhiều người đang hóng suốt thời gian qua. Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực. Sao đụt bản đặc biệt của IPM nữa. Đã mấy mùa xuân qua đông tàn rồi, cuối cùng mình cũng được xem phần tiếp theo của bộ anime phổ cập kiến thức thi đầu vào trường sân khấu điện ảnh. Vì sao mình nói vậy á? Thì nghe tiếp nhá. Câu chuyện của Yokoso xoay quanh cao trung Kodo Ikusei, một ngôi trường danh tiếng với cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại, nơi tỷ lệ đỗ đại học là 100%, gần bằng trường mình hồi trước. Học sinh của ngôi trường này có thể hưởng mọi quyền lợi và tự do cá nhân, như thích trao nhau tình yêu thương như nào thì trao, thích để kiểu tóc nào thì để, thích khẳng định cá tính thì cứ thoải mái mà làm mà chả sợ bố con thằng nào bảo là tóc như cái chổi đâu nhà cả. Nghe cứ như là một trường học thiên đường nhỉ. Nhưng mà sự thật thì các quyền lợi này chỉ dành cho tầng lớp học sinh cao cấp mà thôi. Nhân vật chính của chúng ta là chàng Kiyotaka Ayano Koji, thành viên của lớp D, là nơi các học sinh yếu kém bị đào thải, không ai coi trọng. Thực chất thì anh chàng đã cố tình làm bài không tốt trong kỳ thi đầu vào để bị đá vào lớp này. Mưu đồ của Ayano Koji là gì? Ai biết, bạn xem phần 2 đi chứ đừng có hỏi mình. Và đó là những gì cơ bản của Yokoso. Còn ẩn bên dưới á, nói nhỏ nhá, một đống thanh niên diễn xuất hơn cả sao Hoàng A Hollywood luôn. Người thì tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng thực chất lại là sói. Người thì tỏ vẻ là dân, nhưng hóa ra lại là tiên tri pha ke. Ngay cả bên, nhân vật mà mình tin tưởng nhất cũng nhanh chóng lộ bộ mặt thật với thuật ngữ kinh điển công cụ Zone. Cuộc đời có quá là nhiều sự lừa dối khiến mình muốn chết ngay đêm đầu tiên. Và bạn đã chán ngấy với những con sói độ lốt cừu, bạn không còn thích rom-com viễn tưởng. Vậy thì ngay bây giờ, mình xin phép được giới thiệu đến với mọi người một bộ anime siêu dễ thương, nhẹ nhàng, đời thường của mùa hè 2022 mang tên là Made in Abyss 2.
nội dung của anime trẻ em này là gì á? Nó chỉ đơn giản là hành trình khám phá thế giới bí ẩn này, nhiệm màu của những cô bé, cậu bé nhỏ tuổi mà thôi. Trên chuyến hành trình đó, họ bắt gặp bao nhiêu là bạn thú đầy đáng yêu, tất cả chúng đều rất thân thiện với con người, cứ hễ thấy ai là chạy đến đòi vuốt ve. Đôi lúc nhìn thấy từng cà dính trên má các bạn nhỏ, những sinh vật dễ mến này lại liền giúp họ liếm láp làm sạch cơ mà. Ôi, thật thương thương các bé thú quá đi. Và đấy, nội dung của bộ anime siêu nhẹ nhàng này chỉ có vậy thôi. Bạn muốn thư giãn thì đừng bỏ qua chuyến hành trình đầy nhiệm màu của Made in Abyss nhé. Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về tác phẩm này thì đừng quên ghé qua video review season 1 của tụi mình nhé. Và để kết thúc video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một bộ anime rất được mọi người mong chờ, trong đấy có cả tôi, sau vài ngàn năm phủi bụi cùng No Game No Life. Cái tôi nhờ đó không gì khác ngoài Hataraku Mao, hay còn được gọi là Ma Vương Đi Làm. Câu chuyện của bộ anime này xoay quanh Satan, một quỷ vương đầy hùng mạnh. Sau này khi anh chàng đã bị thất thủ ở cuộc đại chiến với thánh hiệp sĩ Emilia nên phải chạy trốn sang một thế giới khác mang tên là Trái Đất. Bất hạnh thay thì tại hành tinh xanh này, mọi người lại theo chủ nghĩa duy vật nên ma lực Satan nhanh chóng tụt nhanh còn hơn số tài khoản của bạn. Để sinh tồn ở nơi khắc nghiệt, cựu ma vương đành đổi tên thành Shadow và làm thêm tại tiệm McDonald's. Cái này chắc không phải là nhái của McDonald's hay gì đâu nhỉ? Kiếm chút đồng lượng ít ỏi qua ngày. Thế nhưng đời nào có như là mơ khi mà Emilia lại xuất hiện, giờ lấy kiếm dài 2m và sẵn sàng kết liễu tên gian ác. Rồi mọi thứ sẽ đi vào đâu? Bạn xem đi rồi sẽ biết. Nhìn gì nhìn, chờ mình kể cho à? Lâu nhá. Cuối cùng sau nhiều năm đợi chờ, mình cũng được xem phần tiếp theo của bộ anime tuyệt vời này. Tuy nhiên thì có vẻ sức hút đã sụt giảm rồi. Nhất là từ sau vụ lùm xùm idol Satan có con với Emilia xong lại chối bỏ trách nhiệm để kết hôn với người khác thì không biết bao fan cứng đã quay lưng lại với tác phẩm này. Nhưng mà mọi người ơi, đừng bỏ cuộc mà. Mình tin rằng sẽ có một cái ending khác dành cho anime mà. Ở nơi đó, Satan kết hôn với Emilia và sống hạnh phúc trọn đời. Hoặc anh thống trị cả trái đất này và đưa DC lên thành ông vua của thể loại phim siêu anh hùng. Ai mà biết được chứ, đừng hỏi mình nhá. Vị trí này hơi cá nhân một chút nhưng đây là phần thứ 3 của bộ phim anime đầu tiên mình xem, nên là mình muốn em nó có trong danh sách này, tiện thể giới thiệu với mọi người luôn. Thì các phần của anime này đều diễn ra tại một thế giới giả tưởng hậu tận thế. Ở đó, trái đất quay trở lại thời kỳ chiến quốc, niên đại của muôn vàn trận chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái với nhau. Chứng kiến dân chúng lầm than, một nam nhân trí dũng song toàn đã đứng dậy, lãnh đạo nhân dân chống lại những tên bạo chúa. Tuy nhiên chẳng có thành công nào, không phải đánh đổi điều quan trọng cả. Hai phần của Utaware Rumono, nam chính đều phải từ bỏ hạnh phúc bản thân với người thương để đi theo con đường cô độc của một vị lãnh tụ vĩ đại, hiện thực hóa ước vọng quốc thái dân an. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với tác phẩm tuyệt vời này thì đừng quên comment để bé Anima-chan bật đèn xanh cho mình làm tất tần tật các phần của Utaware Rumono nhé. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Và đó là kết thúc video về chào mừng hai đứa trẻ thuê ma vương đi ải rồi. Còn cái tên nào mà mình chưa nhắc đến không thì các bạn hãy chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay hoặc là thấy mình đẹp trai, đừng tiếc một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn trong tương lai nhé. Một lần nữa, mình là Người Nấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!